dẫn cho tất cả các em một cái món điểm tâm sáng. Gia đình mình rất là đơn giản thôi, nhưng mà sẽ có được cái dĩa cơm chiên tỏi trứng rất là ngon luôn, và nó cũng đầy đủ dinh dưỡng ha, và cũng nhanh, mà làm cũng nhanh và đơn giản nữa. Thì ở đây là cô sẽ có phần cơm nè, một ít cơm để sáng mình sẽ có thể là mình chiên để cả gia đình mình có thể là thưởng thức là được rồi. Thì ở đây cơm chiên tỏi thì đương nhiên nó phải có tỏi nhiều ha, nguyên liệu chính của nó sẽ là tỏi và cơm và trứng thôi, nó đơn giản, rất là đơn giản như vậy. Thì tỏi ở đây cô sẽ có hai loại tỏi, và một loại thì cô sẽ bằm nhuyễn nha, và một loại thì cô sẽ sắc lát, hoặc là mình có thể là mình để nguyên một, có thích ăn tỏi để nguyên củ cũng được. Nhưng hôm nay cô sẽ sắc lát cái phần tỏi này, phần lát mình chiên giòn lên rồi mình sẽ ăn với cơm ha. Và cơm thì cũng nhớ là cái cơm mình chọn cái loại cơm cho nó gáo như vậy, tơi cơm như vậy, lát nữa mình chiên thì cơm rất là ngon. Và kèm theo là trứng ha. Và trước tiên mình làm cái món này thì mình sẽ trộn cơm. Thì cơm thường á thì cô sẽ hướng dẫn cho tất cả các em trộn cơm á, thì sẽ có phần hành lá và ngò rí. Nhưng mà hôm nay cơm chiên tỏi đặc biệt của nó là sẽ không có hành lá và ngò rí, để mình lấy giữ nguyên cái hương vị của tỏi và cơm thôi. Trước tiên mình sẽ trộn cái phần cơm này nè. Mình cũng cho một ít tiêu vô nha. Và một ít đường nè, cũng vẫn có một ít đường, vẫn trộn gia vị bình thường. Nhưng mình loại bỏ cái phần hành lá và ngò rí thôi. Hạt nêm và bột ngọt, và mình trộn đều cái phần này lên. Và mình trộn, mình để đây cho cái gia vị nó tan đều vào cơm, thì mình sẽ đi phi cái phần tỏi lát và phần tỏi mình băm nhuyễn lúc nãy nha. Và trước khi mình phi cái phần tỏi này, tỏi lát á, thì mình sẽ đem đi rửa cái phần tỏi này lại cái, rồi mình hãy đem đi phi để cho cái tỏi nó giòn nha. Và mình phi tỏi mà lát này thì mình sẽ cho cái lượng dầu nó hơi nhiều tí. Sôi quá nha, nó vừa nóng vậy là nó mình sẽ cho tỏi vào một chút được. Thì cho nó vàng nó giòn luôn đó cô. Đúng rồi, khi vàng giòn mà khi nó vừa ngã màu vàng là mình đã cắt bước rồi, với ra được phải không? Để mình khi lâu quá nó sẽ ngã màu nó vàng lắm luôn, nó không có ngon. Nó vừa giòn mà nó vừa mờ sắc, nó phải đẹp luôn. Rồi cái phần tỏi mình nó vừa ngã màu vàng như vậy là mình sẽ tắt bếp nó đi, rồi mình sẽ đổ nó ra là nó tự vàng lên là vừa nha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ phi cái phần tỏi băm nhuyễn này nha. Tôi sẽ cho vào đây tôi phi phần này. Phần tỏi này mình phi cho nó vừa vàng cũng vậy, mình sẽ chơi vớt cái phần xác tỏi ra và mình chỉ lấy cái phần nước nó mình đem mình ăn cơm thôi nha. Mình sẽ vớt nó vào đây, mình để riêng đây.
Mình lấy phần nước qua hả cô? Đúng rồi, mình lấy phần nước. Khi mà mình sẽ lấy phần nước này mình. Bây giờ mình sẽ bắt lên lại phần dầu tỏi nè. Đó, nó đã còn nóng thì mình sẽ cho trứng vào. Chính mình đã tan đều ra thì mình sẽ cho cơm vào. Mình rang cho cái cơm nó tơi ra rồi, rồi mình sẽ cho cái phần tỏi trở ngược lại. Rồi thì bây giờ nó ráo cơm rồi nè, mình sẽ cho cái phần tỏi băm nhuyễn nó phải mình khi mình cho vô. Cho nhuyễn ra. Và tỏi sắc lát luôn. Mồi tỏi sắc lát thì mình sẽ cho 2/3 thôi, còn trừ lại 1/3. Trừ lại để trang trí nha. Đúng rồi, trừ lại để mình trang trí lên trên. Cho mình biết sau đó là mình sẽ ăn cơm chiên tỏi. Quá dễ hấp dẫn luôn, thơm. Rồi mình đã hoàn thành cái món cơm chiên tỏi nha. Trời, hấp dẫn ngon luôn. Đơn giản với món cơm chiên tỏi và 2 cái trứng thôi mà có được một dĩa cơm ngon tuyệt vời. Vừa ngon vừa tiết kiệm. Đúng rồi, vừa tiết ngon vừa tiết kiệm. Rồi, thở này mình sẽ rải nó lên trên này ha. Rồi, tôi sẽ gắp lên một ít tiêu ha. Ở trên thì sẽ có tỏi và có tiêu nữa, nhìn dĩa cơm rất là hấp dẫn. Rồi, cô hỏi mấy em khi nhìn cái dĩa cơm có thấy hấp dẫn không? Nhìn hấp dẫn thì mình cứ tiến hành, mình thực hành nha. Rồi, cô chào và hẹn gặp lại.